Trung Hán Lương chưa từng khiến các fan thất vọng mỗi khi các bức ảnh của anh được công bố, nhưng nhiều người cho rằng gương mặt của Trung Hán Lương có phần đơ cứng. Mới đây, báo chí truyền thông xứ Trung vừa đăng tải hình ảnh mới nhất của Trung Hán Lương khi anh tham gia buổi chụp hình của một nhãn hàng quảng cáo. Sự xuất hiện của nam thần màn ảnh một thời gây sốt, các fan bất ngờ khi Trung Hán Lương gầy đến khó tin. Cụ thể, trong loạt ảnh vừa đăng tải, Trung Hán Lương trông khá gầy so với chiều cao hơn 1m8 của anh. Hơn thế, bộ đồ ôm càng khiến cho anh nhỏ con hơn bình thường. Các fan cho rằng vì mới bận rộn với đợt quảng bá phim nên ông chú nổi tiếng này mới bị sụt cân. Tuy nhiên, trong bức ảnh chụp gần mặt, Trung Hán Lương gây sốt vì diện mạo trẻ trung và điển trai. Ở tuổi 47, anh vẫn sở hữu nhan sắc điển trai với làn da không tì vết, dường như Trung Hán Lương không có dấu vết của thời gian. Nhưng một số người nhận xét loạt ảnh mới mà Trung Hán Lương chia sẻ bị anh chỉnh sửa bằng phần mềm quá đà nên trông không thật. Bởi lẽ, trên gương mặt của Trung Hán Lương hoàn toàn rất nhẵn mịn, không hề thấy bất cứ nếp nhăn nào xuất hiện trên gương mặt của mỹ nam 47 tuổi này, thậm chí có người chê mặt của nam thần màn ảnh có phần hơi đơ. Không những vậy, làn da của Trung Hán Lương còn được nhận xét là khá trắng hồng, nhiều người cho rằng nên hạn chế bớt phần chỉnh sửa để gương mặt Trung Hán Lương không bị đơ và giả. Không ít người hy vọng Trung Hán Lương không quá lạm dụng phần mềm chỉnh ảnh, bởi thực tế anh đã đẹp trai rất tự nhiên. Thời gian vừa rồi, Trung Hán Lương vừa tích cực quảng bá cho phim mới Cẩm Tâm Tự Ngọc đóng chung cùng đàn em Đàm Tùng Vận. Phim được nhận đánh giá khá cao từ khán giả. Dù đã ở tuổi 50 nhưng Trung Hán Lương vào vai nam thần rất ngọt. Các fan dành khá nhiều lời khen ngợi cho tương tác của Trung Hán Lương và Đàm Tùng Vận trên phim. Thực tế, Trung Hán Lương từng là nam thần và người mê của showbiz. Anh từng được đánh giá là hai dĩ thâm trung tình nhất màn ảnh từ sau khi đóng bên nhau trọn đời cùng Đường Yên. Đến giờ, dù đã lớn tuổi nhưng Trung Hán Lương vẫn giữ hình ảnh rất tốt. Bởi vậy, các dự án phim ngôn tình vẫn tìm đến anh thường xuyên. Dù trải qua bao nhiêu năm, khán giả vẫn dành tình cảm đặc biệt cho nam thần ngôn tình đình đám này. Được công nhận là một trong những nam thần đời đầu của làng giải trí Hoa ngữ, trong suốt những năm qua, quả thật, Trung Hán Lương hiếm khi khiến công chúng thất vọng về ngoại hình. Trước đó, ekip sản xuất phim cổ trang Cẩm Tâm Tự Ngọc đã tung ra loạt ảnh mặc đồ đôi cực xịn của cặp đôi vai chính từ Lệnh Nghi, Trung Hán Lương, Thập Nhất Nương, Đàm Tùng Vận ngay trước khi tập cuối lên sóng. Đội ngũ thiết kế Cẩm Tâm Tự Ngọc khéo léo may đo trang phục cho Tư Lệnh Nghi, Thập Nhất Nương với các tông màu khá bắt mắt. Khi thì đỏ rực trong váy áo dành cho Tân Lan, Tân Nương, lúc lại ôn nhu tinh tế với trang phục mặc hàng ngày. Các màu sắc được sử dụng cho nhân vật Thập Nhất Nương đa phần là trắng, vàng, hồng, xanh, các màu khá nhã nhặn, nhẹ nhàng chứ không chói lóa hay quá sặc sỡ. Tông màu này phù hợp với tính cách nhân vật là điềm đạm, biết trước, biết sau. Các màu sắc được sử dụng cho nhân vật Tư Lệnh Nghi lại có phần sẫm hơn, điều này giúp tính cách nhân vật được tô đậm. Ấy là một người đàn ông thâm trầm, từng trải, tuy đôi lúc tạo cảm giác lạnh lùng, xa cách nhưng kỳ thực lại rất ấm áp. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả khen ngợi đoàn phim Cẩm Tâm Tự Ngọc khéo léo chọn màu sắc trang phục cho bộ đôi vai chính này. Cẩm Tâm Tự Ngọc có nội dung xoay quanh cuộc đời nhân vật Thập Nhất Nương, Đàm Tùng Vận. Thập Nhất Nương vốn là thứ nữ nhà họ La, từ bé đã chịu nhiều buồn tủi vì không được gia đình xem trọng. Lớn lên, nàng luôn che giấu sự thông minh, tháo vát để sống cuộc đời bình lặng. Nào ngờ sóng gió ập đến, mẹ Thập Nhất Nương bị giết, còn nàng thì rơi vào cảnh không còn người mình thương yêu, tin tưởng nào bên cạnh. Sau đó, Thập Nhất Nương quyết định nhận lời giúp chị gái sắp chết là Nguyên Nương để vào Vĩnh Bình Hầu Phủ làm vợ Từ Lệnh Nghi, Trung Hán Lương.